Xin chào tất cả mọi người đã quay lại video tiếp theo của mình. Lại là mình đến Túc đây. Nếu ai còn chưa đăng ký kênh của mình thì cho mình xin một nút like cũng như một nút đăng ký để cập nhật những video những cái giá mới nhất mình chia sẻ. Đến cái giá này thì mình lại hướng dẫn anh em nhận 800 cái đồng này có tên là AIR Fire Group. Khi anh em tham gia, anh em jackpot thành công thì anh em sẽ nhận được 8 cái đồng AIR này. Thì như nói một cái đồng AIR này tương với 0.1 USD thì 800 cái đồng AIR này này theo mình vừa nhân nhập ấy thì là rơi vào tầm 120 đô. Ok dạ, khá là thơm. Thì nó uy tín hay không thì chờ ngày phân phối thì mình biết được đấy chưa. Rồi ai mà tham gia của kèo này thì có thể kích vào đường link dưới phần mô tả làm nhiệm vụ chatbot này. Rồi khi anh em nó ra giao diện trên anh em nó start này. Ok dạ. Rồi sau đó thì anh em nó start tick cho mình phần dưới này. Rồi, hiện nay cái bước cho em làm. Bước đầu tiên thì nó bắt anh em vào cấp trà. Mình sẽ nhập captcha này, anh em nhớ chụp đúng cho mình nha. Rồi quy, anh em sẽ ấn gửi đi cho nó này. Rồi tiếp sau đó thì join vào kênh channel này, kích vào thôi. Rồi. Rồi tiếp sau đó thì anh em thoát ra ấn đôn cho mình nha, bộ đôn ở dưới này. Rồi tiếp tục join channel này. Rồi thì thôi anh em thoát ra tiếp này, ấn đôn cho mình này. Rồi. Nó bắt anh em follow trên retweet và bot hashtag arrow hashtag anh em copy cho từ hashtag cho mình. Rồi copy cho mình này. Rồi kích vào phần Twitter cho mình. Open cho mình nha. Rồi. Rồi nó bắt anh em gọi là theo dõi trên Twitter này. Rồi anh em sẽ có thể là kéo xuống này. Dạ, kéo xuống đây. Đây là cái bài viết của nó này. Anh em sẽ có thể là thả nó vào team này. Ok dạ. Thả nó vào team này và anh sẽ tweet lại cho mình đi ạ, trích dẫn lại. Rồi ok, trích dẫn lại thì anh em có thể là gắn thêm ba bạn bè viết good browser dự án hay để cho tăng độ uy tín. Thứ hai nữa anh em viết hashtag cho mình đi ạ, hashtag như nói nó yêu cầu đấy, cái phát này. Rồi anh em ấn sẽ ấn tweet lại cho mình, ấn gắn ba bạn bè nha, rồi ấn tweet lại cho mình nha, ấn viết hashtag này. Rồi tiếp sau đó thì anh em ấn xem cho mình, ấn trực tiếp xem cho mình. Ok, anh em sẽ ấn phần góc trái màn hình này và ấn sao chép liên kết này. Rồi tiếp sau đó quay sang bot này. Rồi gửi cho nó này. Ấn giữ và gửi cho nó này. Rồi tiếp sau đó thì nó bắt anh em gọi là xem cái video đầu tiên trên YouTube của nó và lấy URL kênh YouTube của anh em. Đấy, gửi cho nó là ok. Rồi em kích vào YouTube cho mình. Ấn open cho mình nha. Và khi anh em đăng ký kênh YouTube nó xong thì anh em ấn vào kênh kênh của anh em sẽ vào phần chia sẻ này, kích phần chia sẻ cho mình. Rồi anh em sẽ kích vào phần sao chép vào đường liên kết này, cái URL của anh em này. Ok, anh em quay sang bot này, anh em sẽ gửi cho nó này cái URL như nó yêu cầu đi chợ, ấn giữ này, dán này, gửi này. Rồi địa chỉ B20 anh quay sang phía trước được MetaMask các anh em làm. Và khi anh em quay sang địa chỉ phía trước thì anh em sẽ lấy phía trước cho mình này. Rồi ấn sao chép cho mình này. Ok đã. Rồi sao chép phía trước xong rồi anh em hoặc MetaMask cứ tích hợp BSC sang blockchain đấy. Rồi anh em sẽ quay sang anh em sẽ làm gì ạ? Dán gửi cho nó này. Rồi. Để khi mà nó phân phối token thì phân phối cho anh em. Ok đã. Rồi anh em có thể ấn sao tích cho mình. Rồi. Như anh em có thể thấy ở đây. Ok, vậy là 800 cái đồng AIR đã về trong địa chỉ trong về trong cái chỗ này và đến mùng 8 tháng 11 đó thì là nó sẽ phân phối token về cái địa chỉ ví khi địa chỉ ví của anh em khi anh em gọi làm airdrop đấy. Rồi thì cũng mong thì nó trả một cách uy tín để cho anh em cùng nhận đi chưa. Rồi kết thúc video, chào mọi người, hẹn mọi người ở cái video tiếp theo nhé.